Trong chương trình trước, chúng tôi đã đề cập tại các nhà thuốc thì hiện có vô số loại thực phẩm chức năng có tên gọi là Orezon, khiến người dùng dễ nhầm lẫn. Trên thực tế thì trong thời gian vừa qua đã có nhiều trẻ em phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch do sự nhầm lẫn khi sử dụng thực phẩm chức năng Orezon không đúng cách. Trung tâm Nhi khoa Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội, bác sĩ, y tá liên tục khuyến cáo sử dụng Orezon theo chỉ dẫn của bác sĩ. Theo bác sĩ Trung tâm Nhi khoa Bệnh viện Bạch Mai, đã có những trường hợp bệnh viện tiếp nhận trẻ em nhập viện trong tình trạng nguy kịch do mất nước, sốt cao. Một trong những nguyên nhân được xác định là do người nhà đã không dùng đúng thuốc Orezon theo chỉ định của bác sĩ, mà dùng sang thực phẩm chức năng có cùng tên gọi Orezon, hay được giới thiệu có công thức tương tự. Tôi ra tôi mua rồi, người ta giới thiệu cho loại dạng ấm chai và dạng gói. Không có tìm hiểu đó là thực phẩm chức năng hay là thuốc ạ. Thì nhà thuốc giới thiệu là tôi mua thôi. Theo bác sĩ, trong khi loại thực phẩm chức năng thường thành phần điện giải không đủ, lượng đường và muối cao hơn quy chuẩn, Bộ Y tế, Tổ chức Y tế Thế giới và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc khuyến cáo không nên dùng trong điều trị tiêu chảy, đặc biệt là ở trẻ em, bởi có thể làm mất cân bằng nước trong cơ bào dẫn đến co giật, phù não, hôn mê và tử vong. Có những bệnh nhân đã từng dùng những cái ống Orezon dạng ống 15 hoặc 10ml và vào trong bệnh cảnh bệnh nhân rất là nặng, bệnh nhân có mất nước rất nặng và chúng tôi phải truyền dịch với phác đồ C, tức là phác đồ mất nước nặng, cũng như có những bệnh nhân đã từng phải thở máy, và cũng có những bệnh nhân do là sử dụng dạng ống và dạng chai pha sẵn không đúng tỷ lệ, chính vì bệnh nhân mất nước nặng mà để ở nhà tự điều trị. Chính vì có những bệnh nhân chúng tôi đã từng gặp những bệnh nhân đã tử vong. Đại diện Cục An toàn Thực phẩm cũng cho biết thực phẩm chức năng trùng tên Orezon hay được giới thiệu có công thức tương tự, không có tác dụng, không hiệu quả trong bù điện giải với bệnh nhân đang điều trị tiêu chảy. Có thể nó thiếu những thành phần hoặc là hàm lượng giống như ở trong cái thuốc, cho nên cái đấy hai cái nó khác nhau. Cho nên bởi vì cái Orezon đấy nó là của cái thuốc, nó có một cái công thức cố định rồi, phải không? Tỷ lệ pha, tỷ lệ cái hàm lượng ở trong đó. Thế cho nên cái đấy dùng đấy thì nó có hiệu quả để mà điều trị trong những trường hợp mà bị mất nước, mất điện giải do tiêu chảy cấp. Thì những cái trường đó chúng ta phải điều trị đúng cái đó. Theo các chuyên gia, một số nước trên thế giới cũng có những sản phẩm thực phẩm chức năng bù nước và điện giải nhưng không đề tên là Orezon. Quan trọng hơn là không có công dụng và điều trị các bệnh lý như mất nước, tiêu chảy ghi trên nhãn như hiện nay tại Việt Nam.